Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là người ấy có thật lòng với bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy để hỏi là người này có thật lòng với bạn hay không á, thì có thể trả lời là 50-50. Họ vẫn còn có nhiều sự lựa chọn khác ngoài bạn, nhưng mà họ vẫn xem trọng cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Họ chỉ đang cho cái mối quan hệ này ở một cái lựa chọn đứng đầu, chứ không hẳn là họ không có lựa chọn khác. Và mình thấy cái tình cảm của người này nó đang ở một cái mức là họ cũng không rõ được tình cảm của họ dành cho bạn nó là ở mức độ thích hay là cần một cái mối quan hệ lâu dài, kiểu là bị cảm nắng hay là thật sự là có tình cảm với bạn. Nên là họ vẫn còn đắn đo, họ vẫn tự hỏi chính mình của họ rất là nhiều.